Hello mọi người nhá, chào ngày mới tới tất cả anh chị bạn nhá. Chúc mọi người một ngày cuối tuần thật là vui vẻ nhá. Và em xin phép được tiếp tục là review cho anh chị bạn xem một cái gốc lũa trắc đỏ đen. Lũa trắc. Gốc này là 20kg anh chị bạn nhé, 20kg. Rồi em sẽ xoay một vòng cho anh chị bạn xem nhé. Chiều cao là 95. Chiều cao 95 các bác nhá. Đế thì một chiều rộng được 33. Chiều 33. Chiều đây thì là 45. Phần đây qua đây được 32. Đây qua đây là 22. Chỗ này là 19. Trên đầu đây là được 14. Chỗ đây là được 23. 18 này. Mấy cái rễ đây là đặc lắm, mấy cái rễ này ném đặc luôn. Chỗ đây là được 9 phân. Phần chỗ đây 7 phân. Nhỏ nhất đây là được 5 phân. Rồi em ngửa lên cho các bác xem cái độ dày của nó nhé. Độ dày của nó thì khó đo nhưng mà chỗ nó từ 5 phân. Thậm chí chỗ này còn hơn, chỗ này 18 phân luôn. Chỗ có thể chắc 3 phân cũng có. Nói chung là nếu đục chim chóc hoa lá cành là vẫn ok các bác. 20kg. Trời, anh chị các bạn ngắm ok chưa ạ? Gỗ màu vân thì rất đẹp. Đây đây các bác, màu đỏ đen này các bác. Gỗ thơm già đanh. Dạ vâng, anh chị bạn nào mà thiện chí thì cứ liên hệ cho em số điện thoại 0338918991 nhé. Gốc trắc bọng 20kg. Đục chim chóc hoa lá cành đều ok, rễ đặc nha. Rồi xin cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Mọi người xem video nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ giúp em nhé, để biết thêm nhiều sản phẩm mới. Ok, xin chào mọi người.